tin cực vui cho người hâm mộ Việt Nam. Đội tuyển U20 sắp có trận đấu cực kỳ hấp dẫn với Palestine tại sân nhà. Đội tuyển U20 Việt Nam đang trong giai đoạn tập huấn tại trung tâm huấn luyện Jigori Sakai Osaka, Nhật Bản. Trong đợt tập huấn này, thì các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có 2 trận đấu hữu ích trước U20 Nhật Bản và U18 Sero Osaka. Theo kế hoạch, ngày 25 tháng 8 tới, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu nữa với Đại học Osaka Sanjo trước khi trở về nước. Tin cực vui cho khán giả Việt Nam, nhất là khán giả miền Bắc, là đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển U20 Palestine vào ngày 3 tháng 9 tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ sau khi Nhật Bản trở về. Việc có thêm một trận giao hữu quốc tế cho đội tuyển U20 trước thềm vòng loại U20 châu Á 2023 là một sự nỗ lực của VFF với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để cho các cầu thủ trẻ U20 Việt Nam có sự tích lũy cần thiết về kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc nhằm hướng tới trận đấu châu lục. Đây có thể xem là một trận đấu mang tính tổng duyệt với đội tuyển U20 Việt Nam trước khi di chuyển sang Indonesia tham dự vòng loại U20 châu Á 2022. Tương tự như vậy, với đội tuyển U20 Palestine, ở trận đấu tới với đội tuyển U20 Việt Nam cũng là một bài kiểm tra chất lượng để hướng tới vòng loại U20 châu Á 2023, nơi họ sẽ đối mặt với những thử thách tại bảng C cùng với các đối thủ như Nhật Bản, Jimin, Lào và Guam. Trước đó, đội tuyển U20 Việt Nam với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ vừa trải qua thử lửa tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 đã tiếp tục có những trải nghiệm quý giá tại giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022. Do thời điểm tập trung của đội trùng với lịch thi đấu của V-League và hạng nhất, nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ có thể bổ sung thêm 6 cầu thủ mới, bao gồm thủ môn Đoàn Duy Hoàng, tiền vệ Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Thành An, tiền đạo Tiêu Trung Hiếu và tiền vệ Trần Đàm Phúc Thịnh. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có những chiến thắng tưng bừng trước U19 Myanmar, U19 Malaysia và U19 Thái Lan để vào chung kết. Việc đối đầu với U19 Malaysia ở trận tranh ngôi vô địch mang tới cho người hâm mộ nhiều cảm xúc. Chúng ta dẫn bàn nhưng mà để đối phương gỡ hòa và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu để phân thắng thua. Chung cuộc, U19 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U19 Malaysia với tỷ số là 4-3, qua đó giành chức vô địch giải U19 quốc tế 2022. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam được xem như là đã trả nợ thành công cho U19 Malaysia. Trước đó, ở trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam đã có thất bại 0-3 trước U19 Malaysia. Đó là giải đấu mà các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi thiếu ổn định do vấn đề tâm lý. Đây cũng là điều phần nào còn sức âm ở giải U19 quốc tế 2022 dù chúng ta đã lên ngôi vô địch. Thế nhưng, nhìn mà cách các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam thể hiện thì nó vẫn để lại nhiều nỗi lo. Việc chúng ta bị U19 Malaysia gỡ hòa cuối trận là minh chứng cho sự thiếu ổn định đó. Chính huấn luyện viên Đinh Thế Nam thì cũng đã nói rằng khi mà nhận bàn thua ở phút 85, tôi hay bất kỳ huấn luyện viên nào cũng thất vọng. Tôi chưa ưng ý về hàng phòng ngự, đặc biệt là ở khâu chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Gác lại tất cả, U19 Việt Nam sẽ hướng tới sự chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023. Tại vòng loại U20 châu Á lần này, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với nước chủ nhà Indo. Khán giả đang rất nóng lòng được xem cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này. Sau thất bại ở giải U19 Đông Nam Á, lần này Indonesia đang huy động mọi nguồn nhân lực để quyết tâm hạ bệ Việt Nam, đặc biệt là việc tìm kiếm nhập tịch các cầu thủ ngoại quốc. Tuy nhiên, kế hoạch nhập tịch của các cầu thủ của huấn luyện viên Shin Tae-jang và Liên đoàn bóng đá Indonesia có vẻ như là đã phá sản khi mà những cầu thủ họ mời thì đều không đáp ứng được yêu cầu. U19 Indo vừa chốt danh sách 36 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 vào tháng 9 mà không có bất kỳ những cầu thủ nhập tịch nào. Bản danh sách của Indonesia không có những cái tên gốc gác Hà Lan như là Kai Borham, Jim Krakke hay là Mark Kristfeld. Trong những tháng vừa qua, thì huấn luyện viên Shin Tae-jang đã đẩy nhanh kế hoạch tìm kiếm ngôi sao châu Âu để tăng cường chất lượng cho đội U20. Ông lo lắng với một tập thể vốn đã không thể vượt qua vòng bảng của U19 Đông Nam Á như Indo thì sẽ rất khó để tạo nên ấn tượng trong vòng loại U20 World Cup. Và hay gần đây nhất, vòng loại U20 châu Á trong bảng đấu có Việt Nam, Hồng Kông và Timor-Leste. Tìm nguồn cầu thủ nhập tịch có thể để lắp ráp vào một đội hình hiện tại là một phương án nhanh nhất. Nhưng vì các cầu thủ nhắm tới không thể hiện được khả năng nên huấn luyện viên Shin Tae-jang đã vỡ mộng. Họ vẫn không thể đáp ứng được tiêu chí của huấn luyện viên Shin. Hôm qua, huấn luyện viên Shin đã đánh giá họ không đạt yêu cầu, trợ lý Nova của U20 Indonesia xác nhận. Như vậy, ông Shin vẫn phải đặt niềm tin vào một số cầu thủ cũ. Đây là những cái tên từng tham dự U19 AFF Cup, từ Mohamed Ferry và Marcelino, hay là Ronaldo Guate, cho tới là Kaja Kuriadi. Ngoài ra, huấn luyện viên Shin Tae-jang thì cũng gọi thêm một số ngôi sao trẻ được phát hiện như là Frankie Misa hay là Chrome.
Mohamed Widi Safiri. Với 36 cái tên trên, thì Indonesia sẽ tổ chức tập huấn từ ngày 25 tháng 8 tới ngày 6 tháng 9 để sẵn sàng bước vào vòng loại U20 châu Á 2023. Mục tiêu của U20 Indo là giành ngôi nhất bảng F vòng loại U20 châu Á diễn ra trên sân nhà vào tháng 9 tới. Muốn vậy, thầy trò huấn luyện viên Sin phải vượt qua được 3 đội cùng bảng bao gồm Việt Nam, Hồng Kông và Timor-Leste. Trong đó, Việt Nam được xem là đối thủ đáng gờm nhất. Còn mục tiêu của chúng ta thì phải dài hơn Indo rất nhiều. Sau trận đấu với Palestine thì U19 Việt Nam sẽ có những trải nghiệm đầy thú vị để hướng tới vòng loại U20 châu Á. Đây là một thế hệ làm nòng cốt cho đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian tới. Sân chơi châu Á không chỉ là cơ hội để chúng ta tìm kiếm thêm tấm vé tham dự U20 World Cup, mà đó còn là dịp để cho các gương mặt trẻ tạo sức bật cho cá nhân, hướng tới những suất thi đấu cho U23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Đó là những thông tin mới nhất về trận cọ sát của U20 Việt Nam trước thêm U20 châu Á. Còn với đàn anh ở đội tuyển quốc gia, trong thời gian tới cũng là lúc mà chúng ta hội quân tham dự các giải đấu chuẩn bị cho AFF Cup 2022. VFF đã lên kế hoạch đá giao hữu cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian FIFA Day của tháng 9 với hai đối thủ là Singapore và Ấn Độ. Giải Tam Hùng sẽ được tổ chức tại sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17 tháng 9 sau khi vòng thứ 16 V-League 2022 kết thúc. Tuy nhiên, hiện tại VFF và huấn luyện viên Park đang khó có quân xanh chất lượng, nhất là Ấn Độ, khó mà thi đấu được với chúng ta. Theo quyết định của FIFA thì Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã bị đình chỉ hoạt động vì có sự can thiệp của bên thứ ba. Sau quyết định này, nó chỉ được gỡ bỏ khi mà ban chấp hành Liên đoàn bóng đá của Ấn Độ lấy lại toàn quyền điều hành công việc của Liên đoàn bóng đá Ấn Độ. Việc Ấn Độ bị tham gia cấm các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Ấn Độ sẽ không góp mặt tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức trong đợt FIFA Day. Ngoài ra, giải U17 World Cup nữ 2022 sẽ không diễn ra ở Ấn Độ. FIFA thì đang tìm phương án giải quyết cho vấn đề này. Ngoài ra, tổ chức này thì cũng đang liên hệ với Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ để sớm giải quyết vụ việc, chuyển hướng theo hướng tích cực. Thế nhưng, quyết định đình chỉ với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ vẫn được gỡ bỏ nếu như mà ban chấp hành của EAFF có thể lấy lại toàn bộ quyền điều hành công việc hàng ngày. Theo đó, thì FIFA cũng đang kết hợp với Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ để sớm giải quyết vụ việc này theo hướng tích cực và thiện chí nhất. Theo tiết lộ từ VFF, kế hoạch tổ chức giải giao hữu vào tháng 9 vẫn đang tiến hành. Nếu Ấn Độ được FIFA cho phép thì họ vẫn có thể đến Việt Nam tham dự cùng với đội tuyển Singapore. Chúng tôi sẽ chờ đến cuối tuần, VFF cập nhật thông tin và biết được họ đang nỗ lực làm việc với FIFA để sớm quay trở lại bóng đá. Nếu không có sự thay đổi thì VFF vẫn chủ động tìm phương án khác, một cán bộ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiết lộ. Chúng ta hãy cùng chờ những phán quyết cuối cùng từ FIFA về trường hợp của Ấn Độ. Rất mong Ấn Độ sẽ được tha và khán giả sẽ được theo dõi một trận đấu hấp dẫn như dự kiến.